Vâng, hello, xin chào tất cả anh chị. Nói về những chiếc Mercedes từ đến từ thương hiệu cỏ mẹt, và đặc biệt là một chiếc Maybach thì chưa bao giờ rẻ tiền cả các bác ạ. Bây giờ một chiếc S Maybach 680 nó hơn 20 tỷ. Nhưng các anh chị yên tâm là dòng Maybach, đầu của Maybach thì nó thế này ạ, và chỉ có 1 tỷ 550 triệu thôi. Full Maybach, các bác có thể ngắm đi ạ. Nói về những thương hiệu của mẹ, những chiếc mẹ E, mẹ C, GLC, hoặc đặc biệt là những chiếc mẹ S đã đẳng cấp rồi, nhưng S Maybach thì cực kỳ là đẳng cấp. Ở ngay cái phần đầu chúng ta có thể thấy cái logo, thực sự người ta nói đúng ra là một cái vương miệng thì đúng hơn, của Maybach. Đó. Và chữ Maybach ở phần đầu đó thì nó luôn luôn là tuyệt vời. Và luôn luôn là tuyệt vời các bác ạ. Và chúng ta có thể thấy rằng ở cái phần đèn của nó, đây, phần đèn của nó cũng là Maybach. Chúng ta hãy nhìn thẩm thấu vào trong để thấy cái độ đẹp của nó. Và về cái độ đẹp của nó các bác ạ. Đó. Và chúng ta hãy bước sang bên cạnh một chút. Cái bộ la răng của Maybach. Tại sao Maybach lại ra một cái bộ la răng như thế này? Chuẩn là để nó giảm tiếng ồn, nó không đưa tiếng gió vào đây các bác ạ, nó không bị rít. Đó. Đương nhiên là đèn tích hợp laser trên gương, và chiều dài thì miên man. Vâng, miên man các bác này. Vậy thì chúng ta hãy bước về đằng sau một chút. Về đằng sau. Đó, và chúng ta hãy nhìn cái đèn đằng sau. Nó đẹp cỡ nào thì các bác có thể thấy nhé. Đây ạ. Đó. Nó là như vậy đấy các bác ạ. Siêu đẹp. Và đó, siêu đẹp, đúng không ạ? Đó. Và các bác hãy đi luôn vào trong đi. Chúng ta hãy thấy là cái vị trí ngồi. Hít thì đương nhiên là 4 cửa hít, và cốp hít nữa là 5 các anh chị nhé. Đấy, vào đây thì nó là siêu sang này. Vâng, 5. Và vẫy. Cửa sổ lóc panorama toàn cảnh. Và trên này gương và đèn soi. Ở cạnh này cũng có đèn. Hai màn hình giải trí dành cho ông chủ. Điều hòa là 4 vùng độc lập, và có đầu đĩa đằng sau để xem đĩa hình các bác nhé. Cửa gió các vùng. Đặc trưng của cửa gió quá đẹp luôn này. Xuất sắc, không một tì vết. Đấy, quay chậm cho các bác xem. Đấy, và các bác nhìn cái bản táp ni đằng sau, ở cái xe thông thường nó không có. Có 3 vị trí như ghế này, làm mát này. Đấy, sấy này, mùa đông này. Đấy, loa thì đương nhiên là 20 tầm 17, 20 loa gì đó. Đấy, boom meter. Và tất cả là ghế được chỉnh điện hết. Đấy, ghế được chỉnh điện hết. Đây, có thể đẩy cái ghế này lên. Đẩy xuống và ngả lên ngả xuống. Tựa đầu các bác nhé. Đó. Nó vô cùng là tuyệt vời. Phải nói là chả có gì để mà nói trên chiếc xe này cả. Nhưng đặc biệt con này thì nó vô cùng là mới. Nói chung là đang nổ máy nhưng nó không nghe một tiếng động nào. Khi các bác bình thường một chiếc xe mà các bác có thể thấy rằng các anh chị có thể là nói là đi trên mặt đường. Nhưng con này nó gọi là lướt trên mặt đường thôi. Nó có hệ thống treo khi lén cực kỳ là êm. Và chưa hết đâu. Các bác hãy chiêm ngưỡng một chút. Ở một cách chi tiết thì tôi sẽ quay trực tiếp cho anh chị nhé. Đó, tôi quay trực tiếp cho anh chị thì nó sẽ nhanh và dễ dàng hơn này. Đây các bác này. Ở cái bản trong này này. Đấy, chúng ta đi nhanh nhé. Đó, còn cái xe thì nó siêu mới và siêu đẹp rồi. Đấy, rèm này thì các bác có thể chỉnh được rèm này kể cả bên kia. Đấy, chúng ta có thể chỉnh được rèm lên này, lên xuống kính này, lên xuống rèm này. Đó, được chưa? Rèm đằng sau này. Đây, cửa lóc này. Rèm cửa lóc này. Đấy, chỉnh ở trên bản tâm ni hết các bác nhé. Đó. Đây, và rèm sau này. Đó, nó siêu sang như vậy đó các bác ạ. Ngồi ở vị trí này thì đúng rằng hết bài rồi. Hết bài rồi. Những cái ghế da bò nó xịn sò. Nó cực kỳ là êm. Đấy, cái tựa đầu của nó này, các bác thấy không? Tựa đầu của nó. Và cái bản trung tâm của nó thì quá xịn rồi. Ốp gỗ ốc chó rồi. Vâng, nó là siêu sang. Đấy. Nhưng giá thì nó siêu rẻ các bác ạ. Siêu rẻ mà con xe thì full lịch sử hãng. Chạy được hơn 8 vạn.
hơn 8 vạn km. Hệ thống loa này, 4 meter này. À, từ cái đường chỉ thêu của nó này các bác này, nguyên zin nguyên bản hết nhé. Đấy. Nói về độ siêu sang thì con này đúng là châm hết rồi. Đấy, châm hết rồi các bác ạ. Đó, và cửa thì nó là cửa hít. Và con này khi chúng ta ngồi trong khoang cabin thì không nghe tiếng động gì bên ngoài cả. Đấy, không nghe một tiếng động gì bên ngoài từ cái tay cửa của nó, rất xịn. Và cái bản trung tâm của nó thì đây. Và nhìn cái bản trung tâm của nó. Hai cái mặt đồng hồ, hai cái mặt màn hình cực kỳ to và dàn âm thanh thì nó hay một cách khủng khiếp. Ngay cái vô lăng của nó đẹp mức độ như này. Đấy, đẹp như này. Đấy, và dưới cái vô lăng vắt đáy thì có chữ Mercedes đây. Đấy, và bản trung tâm này các bác này. Điều khiển nâng hạ gầm này. Rồi chế độ chạy là treo sport và treo comfort này. Nói chung là rất nhiều cái tính năng trên chiếc xe này. Có một cái đồng hồ doanh nhân cho các bác này. Đó. Siêu đẹp, chạy con này thì đúng là phê lấc người. Đấy, cửa lóc nhá. Cửa lóc này. Đấy, đầy đủ hai cửa lóc các anh chị nhé. Đây ạ. Đây nè. Tất cả các ghế đều có 3 vị trí như ghế. Đều có 3 vị trí như ghế các bác này. Đó, siêu sang đúng không ạ? Đẹp tắt nắng luôn. Vâng, đây ạ. Những chiếc xe này thì nó phải quá đẹp rồi. Vì chủ nhân mua thì nó rất đắt các bác nhé. Rất đắt. Đấy, nên là bao giờ cũng rất là dữ. Đó, đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng. Và đây là bên phụ của nó là các anh chị này. Các bác chiêm ngưỡng đi ạ. Nói một từ là chiêm ngưỡng thì đúng hơn. Chạy con này thì nó không có một tiếng nhúc nhích gì cả. Vâng, khủng khiếp các bác ạ. Đó, khủng khiếp nhé. Đấy, đẹp thế này đây, cửa hít. Các bác chỉ đặt nhẹ thôi. Đặt nhẹ tự hít vào nhé. Đó, vào đây. À, tắp ly cuối cùng cho các bác xem. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi vào khoang động cơ luôn ạ. Đó. Đứng từ bên này, nhìn ở cái góc độ bên này. Thực sự là siêu sang các bác ạ. Đấy, siêu sang luôn. Wow. Chạy con này thì báo cáo các bác là các bác được kính nể trong mọi địa hình, trong mọi giới mối quan hệ. Chỉ chạy một chiếc S Maybach thôi, đến thôi, đỗ xịch một cái thôi. Đấy. Thì phải nói là mọi người đều phải ngước nhìn rồi. Cốp đây thì rộng miên man rồi các bác ạ. Đương nhiên là cốp điện rồi. Đây nè. Vật liệu của nó thì vô cùng cao cấp, hàng đầu thế giới rồi. Đó, rất rộng. Và dưới này thì có hộp để đồ. Rất sâu luôn các bác ạ. Đấy. À, xe Mercedes thì nó đi là lốp chống xịt. Lên báo cáo các bác là không có lốp dự phòng. Đó, cửa hít nhá, cửa hít luôn. Đó. Đèn đây các bác này. Và chúng ta có thể tham khảo khoang động cơ. À, con này nó chỉ trang bị động cơ là 3.0 turbo kép thôi. Vô cùng mạnh mẽ. Đây đèn của nó này. Siêu sang và siêu sáng. Và máy đang nổ. Đây những cái chrome có chữ Maybach này. Đây các bác này. Đấy, máy turbo kép và máy đang nổ các anh chị nhé. Máy đang nổ này. Con này bật cái này lên thì lại phải bỏ hẳn cái này ra. Bật lên cho các bác ấy. Ui, bật lên thì khó quá nhỉ. Máy nó sáng như thế này. Khả năng là con này nếu mà các bác nào muốn quan tâm đến máy thì chúng ta lại đi phần gầm mất rồi. Đi phần gầm mất rồi các bác ạ. Vì máy nó kín quá. Máy nó kín quá. Mà cậy lên thì nó phải cậy toàn bộ cái phần nhựa này lên. Đây cái máy turbo kép này. Hai turbo này. Đây turbo hai đường hút gió này. Đây, turbo kép này. Nó cho chúng ta một cái mã lực vô cùng mạnh mẽ các bác ạ. Máy cũng quá đẹp rồi. Máy đang nổ nhá. Nhưng nó rất êm. Tôi cũng bất ngờ về cái độ êm của chiếc xe này. Con này không ngờ nó chất như vậy. Wow. Đấy, các bác có thể thấy không? Một con xe đúng là siêu chất. Vâng, thực sự là siêu chất các bác ạ. Các bác hãy ngắm nhìn lại một lần nữa đi. Con này là sản xuất năm 2015. Đấy. Vâng, giá đang chào bán cho các bác chỉ 1 tỷ 550 triệu thôi. Các bác đã sở hữu được một chiếc S400 độ full Maybach 2015. Siêu sang. Nhưng con này thì phải nói chất lượng xe thì các bác phải đến trải nghiệm trực tiếp thì mới biết được.
Đấy, xe qua sử dụng thì có thể là chất lượng nó khác nhau và giá trị cũng khác nhau. Nhưng con này nếu mà độ được lên full buyback như này các bác phải bỏ ra vài trăm triệu. Vài trăm triệu các bác mới lên được full buyback như này. Đấy, con này là S400 độ full buyback các bác nhé, 2015. Siêu sang và siêu đẹp. Và giá có tình yêu. Xem xem một chiếc Camry thôi ạ. Nhưng đi con này thì đúng là hết bài rồi các bác ạ. Vâng, hết bài rồi ạ. Đó, các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho Phúc Yêu nhé. Đó, trực tiếp cho Phúc Yêu. Các bác có thể thấy những con xe từ đường liền lạc của nó, từ mọi thứ, từ nước sơn, bao trách chính hãng toàn quốc. Đấy, cam kết các bác bao trách chính hãng nhé. Xe không đâm xô, không tủy ký gập nước, máy số nguyên zin nguyên bản. Đó, các bác có thể ngắm một lần nữa đi ạ. Và chúng ta hãy đi ngay xuống phần gầm của chiếc xe. Đấy, còn các bác nào mà quan tâm thì cứ mang ra hãng check để cho nó thỏa mãi, đúng không ạ? Đấy, chạy được hơn 8 vạn rồi. Đấy, hơn 8 vạn km nhé các bác nhé. Chuẩn men luôn, một cái xe chạy quá ít. Và rất hợp lý các bác ạ. À, thank you tất cả các anh chị. Và các bác nào quan tâm thì cũng dành một chút ít thời gian chúng ta đi xuống phần gầm để trải nghiệm cái giá trị và chất lượng của chiếc xe. Vâng, còn bây giờ thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị. Các bác nhớ thả tim, thả like và đăng ký kênh để ủng hộ Xe và Đam Mê. Chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, thank you tất cả mọi người. Xin mời các bác đi phần gầm đi ạ. À, thực sự là muốn quay được cái gầm cho các bác xem là nó cả một quy trình vô cùng là công phu các bác. Đầu tiên này, những cái tấm bảo vệ gầm này chúng tôi phải tháo hết ra để quay kỹ. Cái thứ hai là những chiếc xe mà chúng tôi tuyển chọn phải rất là kỹ. Đấy, để tránh trường hợp đâm va này, xe thủy kích gập nước này, máy bổ này, hoặc xe kém chất lượng này. Thì bác nhìn giúp em này. Đấy, khủng khiếp chưa? Đây ạ. Đó, các bác nhé. Đấy, và đây, từ những cái đầu răng này, để nó chuẩn này, các bác không sợ bị đâm va này, các bác nhìn này. Nó là hợp kim hết nhá. Đúng là xe tiền nào của ấy. Đấy, tem này, thương lái này, máy móc thì đây, các bác nhìn cho em này. Quay cho các bác chi tiết nhé. Từng con ốc này, zin hết nhé. Đấy, đây này, những vết hàn này, nguyên bản này. À, đồng ý là cái gầm nó mãm bám các bác ạ. Nhìn thì nó mất cảm tình một tí. Nhưng đây zin nhé. Đấy, zin hết nhé. Đây, máy móc này, máy số từng con ốc này. Nguyên cái chấm sơn của nhà máy này các bác này. Đấy, làm việc thì nó mới chuẩn chỉ. Các bác ở xa thì cực kỳ yên tâm. Đấy, những cái răng này. Đấy, các bác thấy không? Máy này, khô giòn hết nhé. Zin hết, đây ạ, cổ phanh này, à, tất cả này, à, các bác thấy không? Đấy, gầm thì đây, các bác này, đấy, cắt tẹp số mọi vấn đề này, mã vạch còn nguyên này, gầm này, đấy, đây các bác này, đây mọi cứ là phẳng căng nhá, gầm này, đấy, tôi vừa rửa qua nước nã, nước vẫn chảy nhá, nước vẫn chảy nhá, để quay cho các bác nó rõ hơn bô này, nguyên bản này. Sáng choang, toàn vật liệu cao cấp, không hai không gì nhé. Đấy, cầu này. Đấy, to này. Zin hết các bác ạ. Zin hết nhé. Đấy. Đây các bác này. Từ những cái tấm nhựa này. Dưới này. Từ tấm nhựa này. Phẳng căng hết. Bô này. Đấy, bô này. Đấy. Và đây thì quay ngược lại thì chúng ta xem những cái thanh giằng sau to hơn 20 phần cơ, nhưng hợp kim hết các bác nhé. Nó là hợp kim hết ạ. Đấy. Và những cái đầu giá xì thì đây, rằng nó tít trong kia, đầu giá xì đây zin nhé. Không sợ bị đâm va các bác ạ. Không sợ bị đâm va, nó khá là kín. Nhưng tôi vẫn cố quay cho các bác này, những cái đầu giá xì này. Đấy, thấy không? Xe nó chất lượng thì nó phải như vậy. Đó. Toàn bộ hệ thống thì đương nhiên nó phải treo khi lén rồi. À, các bác hãy nhìn lại. Đây, từ con ốc cầu sau. Chuẩn chuẩn luôn nhé. Đấy, chuẩn men mức độ như vậy các bác ạ. Đấy, xe chất nó phải như vậy. Đấy, tiền nào thì của ấy thôi. Nhờ bác hàm rẻ cũng cùng đời, giá nó khác nhau thì chất lượng nó không thể giống nhau được các bác ạ. Thank you tất cả mọi người.